Cô chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em môn tiếng Việt. Chúng ta đi vào phần ôn tập cuối học kỳ 2 của tuần 35, tiết 1. Các em hãy thực hiện bài tập sau. Em hãy lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm khám phá thế giới hoặc tình yêu cuộc sống. Các em có thể chọn cho mình một trong hai chủ điểm này để thực hiện. Chúng ta sẽ liệt kê tên những cái bài trong chủ điểm, tác giả, thể loại và nội dung chính của bài. Riêng với những bạn khá giỏi thì chúng ta có thể thực hiện cả hai chủ điểm luôn. Cô mời các em thực hiện bài tập. Chúng ta cùng nhau kiểm tra lại kết quả bài làm của mình nhé. Chủ điểm khám phá thế giới. Bài Đường đi Sapa của tác giả Nguyễn Phan Hách thuộc thể loại văn xuôi. Nội dung chính là ca ngợi cảnh đẹp Sapa, thể hiện tình cảm yêu mến cảnh đẹp đất nước. Bài Trăng ơi từ đâu đến của tác giả Trần Đăng Khoa, thể loại thơ. Nội dung chính đó là thể hiện tình cảm gắn bó với Trăng, với quê hương đất nước. Bài tập đọc Hơn 1.000 ngày vòng quanh trái đất của tác giả Hồ Diệu Tần, Đỗ Thái thuộc thể loại văn xuôi. Nội dung chính đó là Magellan cùng đoàn thủy thủ trong chuyến thám hiểm hơn 1.000 ngày đã khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và nhiều vùng đất mới. Bài Dòng sông mặc áo của tác giả Nguyễn Trọng Tạo thuộc thể loại thơ. Nội dung chính đó là dòng sông duyên dáng luôn đổi màu, sáng, trưa, chiều, tối như mỗi lúc lại khoác lên mình một chiếc áo mới. Bài Angkor Wat. Tác giả đó là sách Những kỳ quan thế giới thuộc thể loại văn xuôi. Ca ngợi vẻ đẹp của khu đền Angkor Wat, Campuchia. Bài Con chuồn chuồn nước của tác giả Nguyễn Thế Hội, thể loại văn xuôi. Miêu tả vẻ đẹp của con chuồn chuồn nước, thể hiện tình yêu đối với quê hương. Sang chủ điểm tình yêu cuộc sống. Bài Vương quốc vắng nụ cười của tác giả Trần Đức Tiến thuộc thể loại văn xuôi. Nội dung chính, một vương quốc rất buồn chán, có nguy cơ tàn lụi vì vắng tiếng cười. Nhờ một chú bé, nhà vua và cả vương quốc biết cười, thoát khỏi cảnh buồn chán và nguy cơ tàn lụi. Bài Ngắm trăng không đề, tác giả Hồ Chí Minh thuộc thể loại thơ. Nội dung chính đó là hai bài thơ sáng tác trong hai hoàn cảnh rất đặc biệt, đều thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời của Bác Hồ. Bài Con chim chiền chiện của tác giả Huy Cận thuộc thể loại thơ. Nội dung chính đó là hình ảnh con chim chiền chiện bay lượn, hát ca giữa không gian cao rộng, thanh bình, là hình ảnh của cuộc sống ấm no, hạnh phúc, gieo trong lòng người cảm giác yêu đời, yêu cuộc sống. Bài Tiếng cười là liều thuốc bổ, tác giả là Báo Giáo dục và Thời đại, thể loại văn xuôi. Nội dung chính đó là tiếng cười, tính hài hước làm cho con người khỏe mạnh, sống lâu hơn. Bài Ăn mầm đá, đó là truyện dân gian Việt Nam, thể loại văn xuôi. Nội dung đó là ca ngợi Trạng Quỳnh thông minh, vừa biết cách làm cho chúa ăn ngon miệng, vừa khéo răng chúa. Chúng ta vừa cùng nhau liệt kê lại những bài tập đọc thuộc hai chủ điểm đã được học. Các em hãy cố gắng rèn đọc và trả lời những câu hỏi trong bài tập đọc nhé. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Cô chúc các em ôn tập tốt. Chào các em.